Lần đầu tiên trong đời mình thức dậy lúc 5 giờ sáng để tham gia một giải chạy băng qua những cánh đồng sen và đón bình minh sớm trong lành. Nhờ Long An Marathon 2022 mà mình đã có một trải nghiệm rất là tuyệt vời khi đến với Long An nè. Đợt này đúng nghĩa là có thể kết hợp du lịch với lại thể thao luôn á. Và đây là một trong những đồng sen đẹp như mơ của Vĩnh Hưng Long An, nằm trên cái cung đường chạy đua của mình luôn. Chưa hết nha, với những ai đăng ký cự ly 42 km sẽ được chạy xuyên qua đường vành đai biên giới giáp với nước bạn Campuchia nữa đó. Còn tôi Chaney, sau 3 lần Covid thì mình chỉ quyết định thử sức với cự ly 10 km thôi. Đi thi chạy là phải có bạn có bè như thế này mới vui nè. Check-in nhận bib xong thì lên đường đi khám phá Vĩnh Hưng thôi. Chạy một xíu là sẽ tới đường vành đai giáp với biên giới nước bạn luôn. Tới được đây cảm giác lần rất là khó tả nha. Nhìn thấy chốt biên phòng, những cột mốc biên giới, xung quanh đó thì người dân đang thu hoạch dưa hấu. Đây là những cái thửa ruộng dưa hấu trong truyền thuyết nè, dành cho bạn nào hay nghe dưa hấu Long An nhưng mà chưa biết tới bao giờ. Dọc đường là sẽ thấy những cái cảnh như thế này nè, ăn dưa hấu tại chỗ cũng rất là đã luôn nha. Có một điều mình cực kỳ thích là ở Vĩnh Hưng có rất là nhiều đồng sen đẹp, đặc biệt là cái đoạn giáp biên giới. Về Vĩnh Hưng mùa này chính là cái mùa sen đang nở rộ luôn nè. Và có một cái đặc trưng của miền Tây vào dịp này đó chính là mùa nước nổi, khắp nơi đều trắng xóa một màu. Ai mà đi thì nhớ thưởng thức cái món cá linh bông điên điển nha. Buổi tối thì tụi mình về lại sân vận động để tham dự lễ khai mạc. Bữa đó thì còn có sự xuất hiện của Phạm Đình Thái Ngân. Thật ra thì mình với team của anh Ngân cũng có biết nhau nên là gặp dưới đây vui lắm, vẫn rất là dễ thương và hay xỉu úp xỉu đao. Đến bây giờ vẫn không hiểu động lực ở đâu ra mà 4 giờ sáng đã dậy chuẩn bị cho giải chạy. Cự ly 10 km của mình đó là 5 giờ 30 sẽ xuất phát. Nhờ vậy mà buổi sáng sớm tụi mình có thể ngắm trọn vẹn cảnh bình minh đẹp ở Vĩnh Hưng, chạy ngang qua những cánh đồng lúa, những đầm sen rải dọc đường đi. Quan trọng là không khí buổi sáng sớm cực kỳ trong lành và dễ chịu nha. Nói hoa mỹ như vậy thôi nhưng mà thật sự chạy bộ rất là mệt nha mọi người. Nhưng mà cái cảm giác nhiều người cùng chạy với nhau nên là không khí rất là hào hứng. Nhiều người dân còn ra cổ vũ tinh thần cho tụi mình nữa nè. Bởi vậy không lý nào mà mình lại đi bộ về đích được. Thật sự là sau 3 lần mắc Covid thì giờ sức khỏe của mình cũng giảm sút đi rất là nhiều. Hôm nay thật sự tự hào về bản thân lắm nha. Vượt cả mục tiêu đặt ra, chính xác là 1 tiếng 23 phút cho cự ly 10 km. Xếp hạng 152 trên 403 người cùng cự ly. Tóm lại, có nên thử sức một giải chạy marathon không? Câu trả lời là phải thử nha, vừa nâng cao sức khỏe mà còn được đi du lịch nữa. Ai chưa có bồ biết đâu đi về có bồ nè. Hẹn mọi người clip sau review chi tiết về Vĩnh Hưng Long An nha. Bye!